Rồi, mời đặt câu hỏi. Anh số 3, khi mà nguyên một cái xe máy mà lớn như vậy, chắc chắn là một cái có một cái điểm để tiếp xúc giữa anh với lại cái xe máy khi mà anh đội lên. Vậy thì cái điểm đó ở cái xe máy là điểm nào? Dạ, chính giữa chiếc xe chị, để mình giữ được cái thăng bằng để xe nó không bị rớt. Anh có phải lót cái gì giữa anh và cái xe máy không? Dạ đúng rồi chị, phải lót một cái khăn. Anh không tin là số 4 đội xe máy đâu. Nếu mà lát nữa tự nhiên nhả ra cái mà số 4 đội xe máy liền, chắc em đi về liền luôn. Ủa mà sao anh số 3 cầm cái mâm giùm chị số 2 vậy? Để số hồi nữa bưng cái đó. Cái xe này nhiêu ký em? Dạ 135 kg. Cái sức nặng mà em đội được hiện tại bây giờ đó là em tăng lên tới được bao nhiêu ký rồi? Dạ một xe máy và thậm chí là có một người khoảng chừng 50-60 kg ngồi ở trên đó. Ví dụ như cỡ em số 2 ngồi lên đó em đội được không? Nếu mà bạn số 2 thì em đội mình bạn thôi. Cái gì? Cho chị hỏi số 4 là khi mà em đội cái xe đó, tập trung nè em ơi, số 4 nhìn chị nè. Dạ. Nãy giờ nghe chị hỏi gì chưa? Dạ em nghe chị. Chị hỏi cái gì trả lời lại coi. Dạ khi em đội chiếc xe đó chị mới nói nhiêu đó hả chị? Dễ thương quá. Dễ thương. Đói lại liền. Dạ, mắt thì nhìn chân thành đi, lỗ tai vẫn nghe chị, nghe quá giỏi. Dạ. Người ta là công việc, tình dạ. cảm ra tình cảm. Đúng, đúng. Một lát là người ta có cái vị trí là cướp xe rồi. Chân nghi bà này quá, lại thần kinh vững, đội xe nhiều, thần kinh vững nè. Thì đó, con người ta chia hai mà, nửa này nửa kia phải không? Một nửa nhìn chân thành, một nửa nhìn hồng đào, đúng không? Là khi mà mình đội xe lên đó, mình đứng tại chỗ hay mình có thể bước đi một vài bước? Dạ, bước đi một vài bước vậy. Bước đi, làm sao mình giữ được cái xe? Tại vì khi em đi như vậy là trọng lượng nó trông trên, làm sao giữ được? Dạ tại quen. Tại quen.